Liên quan đến giáo dục, thưa quý vị, do hiện nay dịch COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp, trong tuần này tiếp tục có thêm nhiều địa phương điều chỉnh lịch học với học sinh mầm non, tiểu học và một số khối lớp bậc trung học cơ sở chuyển từ học trực tiếp sang học trực tuyến. Sau đây là nội dung chi tiết, kính mời quý vị và đặc biệt là các bậc phụ huynh, các em học sinh cùng quan tâm theo dõi. Các địa phương quyết định điều chỉnh lịch học từ trực tiếp sang trực tuyến trong tuần này để đảm bảo an toàn phòng chống dịch như Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Cạn, Bình Phước, Gia Lai, Hà Giang, Hòa Bình. Trong đó chủ yếu là các địa phương điều chỉnh lịch học của bậc mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và các trường đóng tại khu vực có dịch COVID-19 ở cấp độ 3, nguyên nhân bởi số ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, trong đó có học sinh, giáo viên tăng cao.